Rồi, xin chào các anh chị. Hôm nay là ngày thứ 3 ha, hết cách gần kết thúc ngày thứ 3 và bắt đầu là ngày thứ thứ 4 rồi đúng không ha? Ngày thứ 4. Thứ 4 thả tôm tại farm Tiền Giang của khu nuôi OBS. Thì hồ này là hồ 100 mét khối nước các anh chị ha. Và hồ này là Huy thả 600.000 con tôm và hồ bên dưới kia cũng 600.000 con tôm. Đó. Và diễn biến hai hồ nuôi này như thế nào thì lát Huy sẽ cập nhật cho các anh chị biết, cùng một mẻ giống của Trần Hậu Điển. Nhưng khi về ao nuôi, mặc dù nguồn nước lấy vô cùng với nhau, cách xử lý như nhau, nhưng nó ra hai cái đàn tôm khác nhau. Hiện tại là diễn biến hai hồ nó đang khác nhau. Một hồ thì gan rất là đẹp, tôm đều, nhưng một hồ gan cũng chưa có như ý lắm. Và sáng nay có đánh hồ cua. Hồ này thì Huy đánh một, Huy dựa vào cái lượng tôm trong ao để đánh thuốc, chứ không phải là dựa vô kích thước của ao để đánh thuốc. Cho nên hiện giờ đang đánh hai chai hươu cua sáng nay, xem là cách đây đánh chắc cũng hơn nửa tiếng hồ rồi ha. Và chúng ta cùng nhau kiểm tra tôm của cái hồ này như thế nào. Bốt thả thì là bốt 12 các anh chị ha. Hiện giờ chất lượng nước ở đây thì độ mặn khoảng là 40/1000 và pH khoảng là 8, sáng 8, chiều chắc cơ 82, 83, cũng chưa tới đâu, nó tảo nó chưa có lên nhiều. Và Huy đang đánh cái tảo gốc vào đây, hai thùng tảo gốc. Thì với hai thùng tảo gốc thì nó chưa được lên nhanh được, cho nên là có thể là trong một vài ngày tới sẽ lên tảo gốc rất là tảo khuya rất là nhanh. Và hiện giờ nước bắt đầu lợn cợn rồi, các anh chị thấy nước bắt đầu lợn cợn rất là nhiều ha. Đó, tại vì phân tôm rất là nhiều, cho nên là sẽ một chút xíu này sẽ Huy sẽ quay cái máy lọc nước để cho các anh chị cũng thấy luôn cái máy lọc nước hiệu quả như thế nào. Rồi đây tôm các anh chị thấy ha, đỡ hơn rồi, thấy không Trí, rất là nhanh luôn, thấy không Trí. Tôm hiện giờ đỡ hơn rất là nhiều rồi, màu sắc chuyển rất là nhanh, hồi nãy nó hơi vàng cái gan, bây giờ nó chuyển cũng khá là tốt rồi ha. Nhưng mà sẽ lọc cái nước, nọc cái phân, các anh chị thấy cái lượng phân rất là nhiều ha. Để ý cái lượng phân, các anh chị thấy cái lượng phân không, rất là dài, nhỏ nhưng mà rất là dài chuẩn, nhỏ dài rất là chuẩn. Hiện giờ là ăn Kobe Bot hai cử, cử sáng và cử chiều, mỗi cử là ký không em? Mấy trăm gram. Mỗi cử là 600 gram ha. Mỗi cử 600 gram Kobe Bot cho cái hồ này là 600.000 con tôm. Rồi hiện nay thì pH 8 và canxi thì 300, magie khoảng 1.200 ha. Sáng nay có đo rồi. Rất là chuẩn. Tôm lột rất là ok các anh chị ha. Có con đang lột nó chạy vòng vòng á. Nó bung lột. Đây là hồ thứ nhất các anh chị ha. Tôm rất là ok. Tôm rất là ok. Đấy, đây là sơ bộ của hồ thứ nhất. Và các anh chị đi qua xem hồ thứ hai. Thì hiện tại thì độ mặn rất là cao và trời rất là nắng. Chính vì vậy mà Huy không có gây màu tảo sớm. Nhưng mà những cái lứa thả tiếp theo thì Huy sẽ mua tảo gốc và gây trước khoảng 2-3 ngày. Gọi là tảo gốc ở đây là tảo tha la các anh chị nha. Tảo tha la mua thì một bình khoảng cỡ mấy trăm ngàn một bình, 20 lít. Và họ sẽ đóng oxy trong cái bịch và chuyển cho mình. Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị cái số điện thoại, địa chỉ để các anh chị có thể mua tảo gốc tại Phan Rang. Và họ kèm theo dinh dưỡng để các anh chị ủ gây màu. Tại vì đúng ra là màu nó lên rất là nhiều chứ không phải như thế này. Vì lý do là Huy không có đủ thời gian để ủ cho nó lên. Cho nên là nhân sinh khói lên. Cho nên là màu nó chưa lên nhanh. Nhưng mà không sao, vấn đề đó không quan trọng. 2-3 ngày nữa nó sẽ lên đủ thôi. Rồi, đây là hồ tiếp theo ha. Hồ này cũng 600.000 con tôm. Đó. Và chỉ tiêu của hai hồ nó cũng gần giống nhau, không khác nhau gì mấy. Đó. Cũng là pH 8, canxi là 300 và magie là 1.200. Ok. Rồi chúng ta xem tôm hồ này ha. Cho nước vô đó chú, trước chú. Ok. Tôm rất là dày các anh chị. Chỉ một vợt thôi là rất nhiều tôm rồi. Rồi, rất nhiều tôm. Rất nhiều tôm. Đấy, các anh chị thấy. Đấy, hồi nãy là màu sắc gan rất là khác biệt. Nhưng mà bây giờ màu sắc gan đó, hai ao nó gần tựa giống nhau rồi. Thấy tựa giống nhau chưa? Dạ. Rất là nhanh, hấp thu lẹ lắm. Đấy. Màu bắt đầu tựa đó. Đấy, các anh chị thấy tôm rất là đều ha. Tôm rất là đều ha. Tôm rất là đều đến đây cho các anh chị thấy. Và rất là lanh. Tôm rất là ok các anh chị. Tôm của Trần Hậu Điển nha. Trần Hậu Điển.
Trần Hậu Điển này là Huy mua qua đại lý Hùng Khuyên ở Ba Tri, ở Bến Tre. Đại lý Hùng Khuyên là một trong đại lý rất là VIP hàng đầu của công ty OBS tại Ba Tri, Bến Tre. Ở tại đây thì có bán thức ăn Grobet và Huy đang cho thức ăn cho ăn giống Trần Hậu Điển và cho ăn thức ăn của Grobet các anh chị ha, Grobet từ đầu. Thì đây là cái điều tuyệt vời đó, và giúp cho tôm chúng ta sẽ rất tuyệt vời trong thời gian sắp tới. Thì dự kiến thì cái đàn tôm này Huy sẽ thì bỏ bớt. Đàn tôm này Huy sẽ sang ra một cái hồ 850 mét khối và nuôi nó về xây 100 luôn. Và dự kiến đợt này là Huy sẽ nuôi xây 100 thôi các anh chị. Không có nuôi xây lớn vì lý do giá xây 100 bây giờ ra rất tốt. Vì thức ăn Huy lấy giá cũng rất là tốt. Thuốc men thì của công ty rồi. Và chi phí điện này nọ Huy đã làm hệ thống điện rất là chu đáo ở đây, cho nên chi phí tiền điện cũng sẽ thấp. Máy móc thiết bị ở đây là mua máy mới, không có dùng máy cũ. Chính vì vậy tiền điện cũng sẽ rất là tiết kiệm. Đó. Rất là tiết kiệm. Chính vì vậy mà sắp tới thì nó sẽ rất, chi phí nó sẽ không có có cao ha. Đó, để ít tôm các anh chị theo dõi cho nó dễ. Đó. Đó. Cá biệt cũng có những con rất là lớn. Một điều chú ý là khi mà Trí em lấy nước ha, với lấy đĩa thạch kiểm tra vi khuẩn liền nha. Đó. Tại vì như các anh chị đã biết thì trời nắng nóng như thế này, độ mặn cao như này thì khuẩn video phát triển rất là kinh khủng các anh chị nha. Đặc biệt video nó làm sẽ đứt rau đó. Rồi thứ hai nữa là video gây bệnh cũng sẽ phát triển rất là nhiều đó. Cho nên ở đây chúng ta phải diệt khuẩn một cách triệt để đó. Đồng thời là phải lọc nước, thay nước đó. Không để nước lợn cợn. Như các anh chị thấy ở đây nước đang rất là lợn cợn các anh chị ha. Do là phân tôm á chị đó, phân tôm này ha, anh chị thấy phân tôm này, phân tôm rất là nhiều đó, phân tôm dài rất là nhiều và rất là rõ đó. Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải lọc cái phân tôm này đi. Thì một lát nữa Huy sẽ dùng cái máy có cái độ mịn của lưới khoảng là 37 micron ha, để mà lọc cái lợn cợn này. Và lát các anh chị sẽ theo dõi một cái clip khác nói về cái máy lọc nước này, để chúng ta sẽ cùng nhau khai thác cái máy lọc nước này. Thì dự kiến cái máy lọc nước này Huy sẽ, nếu mà hiệu quả, Huy sẽ làm ra và bán cho các anh chị với cái giá khoảng 20 triệu trên một máy. Đã, dựa trên cái cấu tạo của Nhật họ làm các anh chị ha. Đấy, rất tuyệt vời ha, các anh chị cùng xem. Đấy, thì một chút xíu nữa sẽ lọc cho các anh chị thấy lọc nước rất là cơ bản. 37 micron thì nó sẽ là lọc được hết những cái lợn cợn hồi nãy giờ Huy múc lên đây ha, và nước sẽ rất là trong đó. Lọc cả ngày thì nước sẽ rất là trong và giảm cái lợn cợn trong nước. Thì khi mà giảm được lợn cợn trong nước thì lượng oxy trong nước sẽ tăng lên và nước sẽ không bị dơ đó. Đó, không bị dơ đó. 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 Rồi, rất tuyệt vời các anh chị ha.